nắng xuyên qua hiên nhà chiều tai em tôi bước qua sáng hai trong trời ta nằm đội nghìn non lá nét xuân xanh yêu kiều làn tóc gáy bay sân chiều chắc tương tư ai rồi sao đôi mắt buồn cô liêu phá rồi kiều hồng đưa đón lỗi về con mình anh bơ vơ lặng ngơ lời thơ bao nhiêu mộng mơ nỡ đành lại nhìn duyên lơ nắng kia đỡ đi thật sao đành ôm hết bao đêm đầu trầu cao ta mang tìm em chốn đâu rồi có nhân sao vội quên đi bao câu hứa câu thề từng chiều từng đàn chim mến mãi ngóng mãi trong xin chào toàn thể các bác nhá, xin chào toàn thể mọi người. Hôm nay thì tiếp tục giới thiệu với tất cả các bác trên kênh về một trong những cái đôi loa. Đây là những cái dòng loa cây đẳng cấp ở trên thị trường các bác nhé. Những cái dòng loa cây này thì các bác có thể nhìn qua, bởi vì những cái dòng sản phẩm này thì bên em đã giới thiệu qua cho các bác một vài lần rồi ở trên kênh rồi. Hôm nay thì sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho tất cả các bác nhé. Những cái mẫu sản phẩm của MB Pro thì hiện tại thì đang đưa về rất là nhiều những cái dòng sản phẩm cao cấp, như là những dòng sản phẩm súp hoặc là những dòng sản phẩm loa cây hoặc là loa cột. Hôm nay thì giới thiệu với tất cả các bác trên kênh về một trong những cái dòng loa cây đẳng cấp khác. Con này thì nó sử dụng 2 bát 2 năm, một chung và hai chép các bác nhé. Nên là đưa ra cái chất lượng âm thanh rất là tốt. Ở đây là những dòng loa có model là C6000. Đấy. Đặt vào đo kích thước và đo chiều dài chiều rộng của con sản phẩm MB Pro này. Trước tiên thì sẽ đo về cái chiều ngang cho tất cả các bác xem qua nhé, kích thước của con này. Đây. Bác có thể thấy kích thước chiều ngang của nó sẽ rơi về tầm 33 các bác nhá, 33. Thử vào chiều dài này. Chiều dài của con sản phẩm loa cây này thì sẽ rơi vào tầm 37 các bác nhá, 37 và chiều cao nữa. Đấy, đo chiều cao của con sản phẩm này. Đây là một trong những đôi loa cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Một chút nữa thì sẽ đi về xuất xứ của con sản phẩm cây năm con sản phẩm C6000 này sau. Con này bác thì thấy này. Chiều cao của nó sẽ rơi vào tầm 1m25. Đấy, nó rơi vào tầm 1m25. Những con sản phẩm loa cây hàng cao cấp có chiều cao, chiều rộng quát lưu ý nhá. Em sẽ để luôn là thông số ở trên cái video này luôn này. Chiều dài nó rơi vào tầm 37, chiều rộng nó sẽ rơi vào tầm 33 và chiều cao sẽ là 1m25 các nhá. Đấy, thông số của con đôi loa của C6000. Nói một chút về con C6000 này một chút nhá. Như những dòng C6000 này thì các bác lưu ý này. Đây là những dòng sản phẩm hàng chính hãng của công ty và được bên công ty Hoàng Hà Audio bên em nhập trực tiếp về nên là sẽ có mức giá cực kỳ là rẻ các bác nhá. Những con sản phẩm này thì là những sản phẩm hàng chính hãng của công ty và được bên công ty Ebro đang phân phối với cái mức giá cả cũng rất là hợp lý. Có thể là quét mã QR. Đây đặt vào quét mã QR này. Đấy, quét mã QR các bác nhá. Đấy, bác có thể là check mã trực tiếp ở trên cái điện thoại này. Thì nó sẽ hiện lên cái trang web của nó và hiện lên cái giá cả. Đấy. Mạng nó hơi lag một chút đây bác thông cảm nhá. Đợi một chút. Này, nó hiện lên trang web của Ebro này. Và đây là cái dòng sản phẩm C6000 các bác nhá. Đấy, bác có thể thấy giá này, 13.500.000 đồng. Đấy, bác có thể thấy này. Giá của con sản phẩm là giá 13.500.000 đồng. Và hiện tại thì bên cửa hàng em vẫn đang có những mức giá đang cực kỳ là hợp lý và ưu đãi để gửi đến với tất cả các bác trên kênh. Hiện tại thì bên Hoàng Hào đang có cái chương trình các bác đăng ký kênh thì bên em sẽ giảm ngay cho bác với cái mức với giảm cho bác 10% nhé, giảm 10% giá trị của con sản phẩm MB Pro này và sẽ tiếp tục giảm cho bác thêm 200.000 nữa khi mà các bác đăng ký và mua những sản phẩm tiếp theo của MB Pro. Đấy, đây là một trong những cái chính sách đang cực kỳ là ưu đãi để gửi đến tất cả các bác trên kênh về những cái dòng sản phẩm MB Pro này. Bây giờ thì sẽ giới thiệu sâu hơn một chút này. Những con sản phẩm MB Pro này thì bên trong đây sẽ là một cái bộ phân tần cực kỳ lớn. Sẽ có những cái video em sẽ tháo nội thất của những con sản phẩm C6000 này ra để cho các bác có thể xem qua chi tiết hơn. Bởi vì những dòng sản phẩm hàng chính hãng thì bên em không bao giờ ngại tháo nội thất này cho tất cả các bác xem củ loa, củ từ của bát hoặc là bất kỳ một cái gì cả. Nhưng mà hôm nay sẽ là một cái video quảng cáo nên em sẽ chỉ giới thiệu sơ qua thôi. Trước tiên thì các bác có thể thấy là con sản phẩm này thì sẽ chạy hai đường input vào và đường output ra này các bác này. Đấy, đường input thì các bác sẽ lấy từ đường nó có hai đường input các bác nhá. Có là một đường bằng Newtrik và một đường bằng xoáy chấu này. Đấy. Và những cái đường này của nó thì đều được làm bằng các bác có thể thấy là đường xoáy chấu này sẽ được làm bằng đồng nguyên khối. Đấy, 100% là đồng nguyên khối luôn. Đấy, nó đưa ra cái chất lượng âm thanh và đưa ra cái độ bền rất là vĩnh cửu về những cái con C6000 này.
Ở dưới đây thì cái đường vào của nó này sẽ được làm bằng thép không gỉ các bác nhá, làm bằng thép không gỉ, đưa ra cái chất lượng rất là tốt luôn về những sản phẩm này. À, hàng thì bao giờ cũng sẽ có tem bảo hành của Ebiro này, mã quét QR này và thông số kỹ thuật của con sản phẩm đấy, Ebiro C6000. Thông số kỹ thuật các bác để thấy này đấy, hiện hết ở trên đây luôn. Và con này thì là một trong những thương hiệu của Mỹ và được nhập khẩu trực tiếp từ Đài Loan về các bác nhé, nên là đưa ra cái chất lượng âm thanh rất là tốt. Nên là các bác nào mà đang muốn tham khảo hoặc là muốn xem về những con sản phẩm C6000 này thì có thể là tham khảo trên mạng và có thể tham khảo ở bất kỳ kênh YouTube nào. Đấy, hàng chính hãng của Ebiro thì người ta vẫn đang đưa ra cái chất lượng âm thanh rất là tốt và có giá cả cực kỳ hợp lý các bác nhé. Bây giờ thì sẽ mang vào để cho tất cả bác nghe qua chất lượng âm thanh của bộ dàn một bộ loa C6000, nó ra chất lượng âm thanh đẳng cấp như nào các bác nhé. Rồi thì tất cả anh em vừa mới đấu lối xong một bộ dàn karaoke của con C6000 này. Kết hợp với con C6000 này là một con đẩy nền vang của DXBX8 thôi nhá. Đây cũng là một trong những cái dòng đẩy nền vang mà đã được rất là nhiều các bác khách hàng ưa thích và lựa chọn ở bên cửa hàng của bên em rồi. Bây giờ thì cho tất cả các bác nghe qua một chút về chất lượng âm thanh của một cái đôi loa C6000 này, có cái chất lượng âm thanh ra cực kỳ là đẳng cấp các bác nhá. Em bật một chút nhạc tiết loa lên để cho tất cả các bác có thể là thưởng thức qua. Hãy vặn cả volume đi. Đấy. Đấy. Vặn lên vậy. Ok. Các bác có thể thấy là cái chất lượng âm thanh của những cái bộ loa cây cây bộ loa cây của C6000 ra cái chất lượng âm thanh rất là tốt đúng không ạ? Hiện tại thì em đang để những cái đôi loa cây này đang cực kỳ xa lên. Đó, chất lượng âm thanh rất là tốt. Đánh gần như không cần phải có sút luôn các bác nhé. 2325. Vừa rồi là một đoạn nhạc tiết loa ngắn của bên em về một đôi loa của C6000 các bác nhé. Đây là một trong những dòng loa mà đang đưa ra cái chất lượng âm thanh cực kỳ là tốt đúng không ạ? Hiện tại thì em đang để khu vực này nó hơi bị chật một chút nên các bác thông cảm nhé. Bởi vì trong kia thì em đã để súp đầy hết bên trong rồi. Cửa hàng em thì bày nó không quá là rộng thì là cũng chỉ bày một ít đồ thôi. Bác có thể thấy là những cái dòng loa cây thực sự là khi mà để một đôi loa cây ở trong một cái không gian nhìn nó cực kỳ là sang trọng và rất là, mà không những nó đẹp nhá mà nó còn đưa ra cái chất lượng âm thanh cực kỳ là tốt đấy. Với những cái mức giá mà em đang đưa ra và những cái chương trình khuyến mại em đang đưa ra nhá thì hiện tại thì những con C6000 này vẫn đang có cái mức giá đang cực kỳ là ưu đãi và tốt gửi đến các bác. Giá hiện tại thì bên em sẽ để cho bác giá là 9.500.000 đồng các bác nhá, đã bao gồm trừ 10% chiết khấu rồi. Nếu mà bác nào mà đã mua những sản phẩm của Ebiro rồi thì em sẽ tiếp tục giảm cho bác thêm 200.000 nữa là 9.300.000 đồng nếu mà các bác đã mua những sản phẩm đến từ Ebiro rồi các bác nhá.
Đấy. Bây giờ thì có lẽ thì em cũng xin kết thúc video ngắn gọn tại đây để giới thiệu về một đôi loa của C6000, một trong những dòng loa đẳng cấp đến từ công ty MB Pro. Các bác đừng quên nhé, bỏ lại cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để nhận được những cái thông báo mới nhất và nhận được những cái chương trình khuyến mại của bên em các bác nhá. Xin chào toàn thể các bác.